Xin chào mọi người. Chắc hẳn ở đây có rất nhiều người sử dụng iPhone và chắc hẳn là cũng có khá là nhiều bạn mà gặp phải tình trạng quên mật khẩu iCloud, trong khi iCloud lại là một cái tài khoản rất là quan trọng trong khi mà mình sử dụng iPhone. Vậy thì làm thế nào để lấy lại được mật khẩu iCloud? Các bạn hãy cùng xem cái hướng dẫn của mình để có thể lấy lại mật khẩu iCloud khi mà mình lỡ quên mất. iCloud thì là một cái tài khoản lưu trữ đám mây dùng để đồng bộ hay là giao lưu những cái hình ảnh, video, danh bạ hoặc là cái file mà mình cần phải lưu trữ. Ngoài cái việc lưu trữ ra, đồng bộ ra thì iCloud còn có một công dụng, đó là tìm iPhone khi mà iPhone của mình bị mất, hoặc là chia sẻ dữ liệu tài nguyên, và nó cũng là một chuỗi khóa iCloud bảo mật được những cái thông tin của người dùng iPhone. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba cách làm để có thể lấy lại mật khẩu iCloud. Cách đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng Gmail. Các bạn sẽ truy cập vào trang quản lý tài khoản của Apple mà mình sẽ dán ở trên màn hình. Sau đó các bạn chọn là bạn đã quên ID Apple hoặc là mật khẩu. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái hình thức khôi phục lại tài khoản, đó là nhận email và ấn tiếp tục. Các bạn sẽ vào cái mail mà Apple đã gửi cho bạn, click vào dòng đặt lại bây giờ. Cuối cùng thì một trang mới nó sẽ mở ra và yêu cầu các bạn nhập mật khẩu, sau đó sẽ nhập lại mật khẩu mới một lần nữa. Đó, thế là các bạn đã thực hiện thành công rồi. Đó là cách mà các bạn có thể lấy lại cái mật khẩu iCloud bằng Gmail. Tiếp theo các bạn có thể khôi phục lại cái tài khoản iCloud qua điện thoại. Các bạn sẽ vào phần cài đặt, tức là setting ở trên điện thoại ấy. Thì các bạn sẽ chọn tài khoản của bạn, kéo xuống và đăng xuất. Khi mà chúng ta đã lỡ quên mật khẩu rồi, chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng dấu chấm hỏi, nhập mật khẩu khóa màn hình. Sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, nếu bạn thiết lập mật khẩu khóa màn hình và đăng nhập cái Apple ID, thì khi bạn quên mật khẩu sẽ được cho phép đổi ngay mật khẩu mới mà không cần xác minh. Thì bạn sẽ nhập mật khẩu mới và bấm tiếp theo để thay đổi. Trường hợp 2, nếu bạn thiết lập cái mật khẩu khóa màn hình và không đăng nhập mật khẩu ID vào thì hệ thống sẽ yêu cầu xác minh qua số điện thoại. Thì các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vào, sau đó chọn đặt lại bằng số điện thoại. Thì một tin nhắn xác minh sẽ gửi về số điện thoại của bạn và bạn nhập mã xác minh vào. Tiếp theo thì bạn sẽ nhập cái mật khẩu khóa màn hình và chọn yêu cầu khôi phục. Cuối cùng tài khoản sẽ tiến hành khôi phục và sẽ thông báo qua SMS cho bạn. Cách cuối cùng thì các bạn sẽ khôi phục iCloud qua máy tính và các bạn sẽ nhấp vào cái, các bạn sẽ gõ cái đường link mà mình dán trên màn hình ra để truy cập được. Các bạn sẽ nhập ID của Apple, sau đó thì nhập số điện thoại. Tại giao diện bạn đã quên mật khẩu iCloud thì các bạn sẽ chọn cái sử dụng số điện thoại tin cậy và nhấn tiếp tục. Yêu cầu khôi phục khi quên mật khẩu iCloud. Điện thoại của bạn sẽ nhận được một tin nhắn xác minh và bạn sẽ nhập cái mã xác minh này vào, sau đó ấn tiếp tục. Một cái tin nhắn hướng dẫn sẽ gửi đến số điện thoại của bạn trong vòng 24 giờ và bạn sẽ thực hiện theo tin nhắn này, thì bạn sẽ khôi phục được mật khẩu iCloud. Ba cái cách mà mình hướng dẫn đều khá là đơn giản và dễ làm. Khi mà quên mật khẩu iCloud thì các bạn có thể thực hiện theo cái hướng dẫn của mình để lấy lại được mật khẩu và tiếp tục sử dụng cái tài khoản iCloud của mình nhé. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.